Thì chỉ mà vô duyên rồi đó. Trời đất ơi, tôi đi ngoài đường vô bà tôi tưởng bà đang thọc huyết heo trong nhà này đó. Người ta đang tập hạt mà đứng nội hững mà tự nhiên vô làm nó mất hứng. Hứng hứng cái gì? Bà đó bị bệnh cao máu nó không lo, cứ nhảy cà tưng giật 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 kiểu này hả? Có ngày đứt mạch máu não đó, nằm yên một đống. Tại sao suy nghĩ không? Ông là chuyên môn là trù eo người vừa có không à? Cái việc gì hết trơn á. Cho nên là tôi tìm cơ hội mà cơ hội tới thôi. Cơ hội gì? Cơ hội tới cho vợ chồng mình rồi. Điều gì ông đây? Coi cái quảng cáo này làm biệt liền. Ừ. Từ từ tôi mở cho ông coi. Ừ. Ông biết như rửa là ông mới biết tôi là chịu khó đến cỡ mô. Đó, ông đọc đi. À. Quảng cáo đấy đi. Tôi chết rồi, tôi không có đem ý kiến ở đây. Thôi bà đọc tôi nghe được rồi. Mới đi làm về mà còn bắt đọc báo rồi mệt quá bà ơi. Đọc cho ông nghe. Ban nhạc Thunderstorm với lối trình diễn sấm sét gồm những ca sĩ trẻ đẹp mà già dặn tay nghề. Trời ơi, ca sĩ trẻ mà già dặn tay nghề. Sao mà khéo quảng cáo không biết. Mệt quá nghe nè. Ban nhạc mà trong suốt thời gian qua đi đến đâu cũng được đồng bào săn bắn rất là nồng. Trời đất ơi, ban nhạc mà làm như là cọp bèo sao là săn bắn vậy bà? Lồn thôi. Sáng đoạn rất là nồng nhiệt. Tôi là hứng khởi quá, tôi đọc luôn. Sáng đoạn rất là nồng nhiệt. Đã từng công tác với các vũ trường lớn ở quần cám, hợp cùng gian ca sĩ Hùng Hầu rất nổi tiếng, hầu như chưa ai biết tới. Trời đất. Nổi tiếng mà không ai biết tới nữa. Không ai biết tới mà cũng muốn cám. Ngộ quá. Mệt ông quá, tôi kề chuyện ta đi. Nghe đọc cái này. MC duyên dáng lưu loát có thể đứng nói một mình hàng tiếng đồng hồ dù biết là không có ai nghe. Cái này hay rồi nha. Giáp tiếng đồng hồ mà không ai nghe mà cũng làm được là hay rồi à. Có nhiều người cả gán như vậy đó. Tập này. Nhận lý số trong và ngoài nước giá cả dè dàng chỉ có 250 đô trong nguyên một bát kẹt trình diện không hạn chế thời gian muốn diện bao nhiêu thì diện. Tôi nghĩ cái bàn nhạc này đổi tên đi. Cái Thunderstorm không có đúng nghĩa đâu. Tôi kêu chứ. Đổi mắt mở chứ mà đổi tên răng. Trời ơi, trong ngoài nước mà đi có 250 đô á. Vừa ba ca sĩ vừa ban nhạc, tôi nghĩ chắc ban nhạc này là work for food đó bà ơi, chứ không phải Thunderstorm. Ông cũng nói kìa, vui biết vô hầu quá nè. Nghe mày cái niêm mà biết kìa. Ừ. Đâu rồi, kiếm mô nợ chuyện đấm hơi không à. Trời ơi. Chứ bà kêu bà nãy rồi bà đọc tôi toàn mấy cái tính tầm bậy tầm bạ không à. Cái tiều tôi lo bây giờ là kiếm cách nào để kiếm ra tiền, trả tiền nhà nè, mấy cái bill, credit card của bà shopping, mua xe. Thôi đủ rồi, chỉnh video đó tôi mà biểu ông nghe cái tờ báo này. Nghe tiếp đi. Tôi thấy hai cái chuyện này đâu có liên quan gì tới nhau đâu. Đang không. Nghe nè. Cần công tác nữ ca sĩ trẻ đẹp biết hát hay không không thành vấn đề. Đó là vấn đề đó. Trẻ đẹp biết hát hay không thành vấn đề. Ngộ ông quá. Nhìn tôi cái điện thoại thôi. Là gì? À, lấy đi, lè lên. Bà tính hỏi chứ dùm ai vậy? Tôi hỏi cho tôi. Trời đất. Tôi hỏi cho ba ông là mất tự nhiên mà tự nhiên rạch quá đi hỏi tìm cái gì hả? Bệnh luôn vậy? Bệnh chứ. Bà không có đọc kỹ hả? Người ta nói là cần nữ ca sĩ trẻ đẹp. Trẻ đẹp bà biết không bà? Trời đất ơi bà vậy mà. Cái gì vậy? Trời ơi. Ông nói tôi xấu hả? Ông nói tôi già tôi xấu lắm hả? Nhìn cái tướng bà thật ra xuống dưới rồi. Đủ nói cho mọi người biết tất cả rồi. Đâu cần tôi phải nói. Ông á, tôi nói thiệt là ông là con người, ông mà răng mà sống mà vợ chồng mà ông vô hầu lắm. Ăn rồi mà cứ đi bạn đựng vờ không à. Tôi nói cho ông nghe, ông là có cái tính mà được voi đòi tiên á. Được vô đòi tiên. Tôi á, tôi quyết định rồi. Chuyện này á, tôi quyết định tôi theo ban nhạc thôi. Được rồi. Bà muốn theo cái ban nhạc work for food gì đó thì tùy ý bà. Nhưng mà tôi chỉ khuyên có ý kiến thôi. Bà chỉ nên hát khi nào cần thiết thôi. Cuối cùng
cùng ông mà nhìn ra chân lý đi hát là number one phải không? Ừ. Ý kiến tôi sẽ chấp nhận xin ý kiến của ông liền. Ừ. Nói đi, hát lúc nào? Thì bà hát lúc nào mà khách người ta nhậu say đó, không muốn về đó, thì bà hãy lên sân khấu nghe không? Răng rửa. Thì bà hát xong rồi ta đứng tự động đứng dậy đi về, khỏi cần chờ nhà hàng ta đuổi đi chi. Thế mùa tức là lúa, là từ trên xuống dưới là lúa, 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 chứ mà lúa. Vậy mà lúa. Trời ơi, tôi nói cho ông biết, vàng sự khởi đầu nan. À. Lúc đầu á, bao giờ cũng có khó khăn, mình phải chịu khó thôi, phải không? Nhất nghề tinh, nhất thân vinh mà, ông biết chứ hết à, nhất là cái nghề ca hát đi nè. Phải kiên nhẫn mà được. Cái đó thì đúng, nhưng mà đúng với bà, à, 20-30 năm về trước á, thì đúng. Còn bây giờ muộn rồi Honey. Ủa, tôi không tệ à, tôi không đẹp à? Bà đúng rồi, hôm nay bà trẻ lắm. Ở tuổi 50 như bà, vậy là được đi về là cũng trẻ lắm đó bà. Ông là giỏi mắt hồng không? Ông không thấy hả? Ông thấy người ta là ca sĩ, người ta lớn tuổi, người ta vẫn đi hát điều điều, người ta đi show điều điều thế. À, sao mà bà so sánh người ta được? Răng không? Người ta đã tạo cái tên tuổi, người ta lâu rồi ha. Bây giờ khán giả đã yêu thích, bà phải hận dẫn yêu thích họ. Nên họ hát, cái vấn đề tủ tác là không thành vấn đề. Con ba... Tôi là Răng. Con ba tưởng tượng coi, bà lên sân khấu, người ta sẽ giới thiệu bà. Kính thưa quý vị, sau đây là một tiếng hát của một nữ ca sĩ đã có tuổi mà chưa có tên. Thì ghét không? Bà nghĩ sao? Phát không? Phải chắc chết quá. Vô duyên à. Chị sợ mình không có tài thôi, chứ đừng sợ người ta không phát hiện cái tài của mình. Bà có tài gì? Tài trí tôi bỏ hết á, nhưng mà tôi nói thiệt, ông trong cái nhà nó việc thôi, cái tai cảm tôi bị vui dập đấy. Ai gì dập bà? Ông dạ, tôi bảo xin lỗi ông á. Tôi hả, ngoài cái tai mà hẹn thôi đó, tôi còn làm thơ, tôi không làm thơ, tôi bị buộc gì hết á. Nhưng mà tài vì ông á, tôi buồn quá, chạm chưa, tôi không muốn mừng thiệt. Bà nhiều tài lắm, nhưng mà tôi còn có cái bà chưa nói, bà chưa biết á. Cái gì tôi không biết? Không biết mắc cỡ. Mắc mỡ chứ mắc cờ. Trời ơi, tôi nói ông nghe. Mỹ này, Mỹ mà thằng con đi hút rác nữa, mắc mỡ chứ mắc cờ. Thà bà đi hút rác đi, người ta không có cười bà. Còn bà đi hát á hả, người ta không chẳng những cười bà, ta còn cười đầu tôi nữa nè. Mắc mỡ chứ cười vô đâu ông? Mắc mỡ chứ cười vô đâu ông? Mà cười, mà cười mà ông có thấy là cười vô con mắt ông, chứ mắc mỡ chứ cười vô đâu ông? Mà ông buồn quá, mắc mè con mắt ông vượt đi. Đó. Bây giờ đó là tại tôi phải tiện thân bằng con đường này thôi. Ông ba mình nói nhất nghề tinh, nhất thân vinh, tôi phải chọn một trong những cái tôi thích. Bà đó, bà quyết định chọn một cái nghề thì phải đúng cái năng khiếu của bà, nghe không? Điều này là ông nói là ngay chấp. Đó, ít nhất là ông phải mở mang cái đầu óc ông ra cho vừa con nhà dễ thợ sĩ. Tôi phải chọn thôi. Mà tôi là có hai cái năng khiếu mà tôi yêu thích nhất á. Cái gì? Một á là tôi phải làm ca sĩ. Và hai nữa đó là tôi phải làm thi sĩ. Bởi vì ông nghe người ta nói không, là thi sĩ nghĩa là ru vì gió mơ theo trăng và thơ thần cùng mấy. Và để hồn mà treo ngược anh mình thấy. Thôi được rồi, tôi nghĩ bà làm thi sĩ tốt hơn. Rồi, nói chứ riêng là tôi biết lẹn coi thơ của tôi là phải không? Không có, nhưng mà có lỡ lén nghe bà hát. Trời ơi, em đi xấu về sờ luôn tè, người ta hát mà lẹn coi tè. Ông ạc ghê mà ông nghe tôi hát lúc vô vậy. Thì hôm qua đó, lúc bà hát ở trong phòng tắm á. Ôi trời ơi, mà ôi, vô hầu chứ tè. Tôi hát có phòng tắm mà ông được nghe. Hát bài gì không? Ba tôi hát bài chứ. Trong phòng tắm, tắm không đóng cửa mà còn hát bài Trộm Nhìn Nhau. Trời ơi. Ôi đúng rồi, trời ơi. Ông nội tôi mình nhớ. Mấy chị bàn túi đó. Còn mấy người đó, mấy người bàn nó thích tôi hát bài đi lắm, tôi phải giật thôi. Chứ ông muốn nghe tôi hát lại cho ông nghe đi. Đói khi anh trộm nhìn em. Thôi đừng. Tôi hát cho ông nghe. Đừng, tôi sợ bà hát rồi, tôi đâm ra thù ghét cái bài luôn. Tôi chiên đồ đại khác, trọng vắng nghe. Thôi,
Thôi đừng, đừng, để dành đi bà. Để bữa nào tôi mời xúc bụng ăn dê tôi về nhà chơi thì cũng rồi tôi kêu bà. Trời ơi, vợ kêu bờ ghế à. Rắn mà xúc bà vai ông người tiệm miệng mà ông rắn ông Việt Nam Việt Nam. Thích vợ Việt Nam lắm. Vậy hả? Bị trong hãng á, trong sở nó cứ đi tôi hoài à. Để bữa nào tôi mời nó về cho nó nghe bà hát một bữa để trả thù. Tôi dòng quá ngỡ ông chết liêu á. Dòng quá chết liêu. Biệt gì hết trơn trời à. Như hôm tuần rồi nè, kệ cho nghe. Chuyện hôm gì? Tuần rồi á, là tôi đi dự sinh nhật ở bên nhà bà bàn tuổi á. Trời ơi, không biết lúc nào khuya rồi tôi mệt còn chết luôn á. Còn nghiệp không? Sao mà tất cả mọi người á là cứ giao là yêu cầu tôi hát luôn à. Rồi bà có hát không? Có. Thôi. Hát lắm. Trời, dở ngoài. Người ta bộ tay rừng 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 ở đó mà chết. Chắc người ta tưởng mà diễn hài cái gì. Người ta vỗ vỗ tay là vì cái gì? Cái dòng ca của tôi chứ diễn hài chứ. Vỗ lúc nào? Thoại câu nghe dư thừa. Xong người ta vỗ tay. Hát xong thì người ta mừng quá. Vỗ tay đúng rồi. Ui, bà nó cũng vỗ. Bởi vì nhưng mà hát thêm ba nữa. Hát gì vậy? Bà đó. Hát một bài hát dở rồi. Hát một chi cho nhiều vậy. Ông mở miệng ra cả là chế bái vợ con. Mở miệng ra cả là chế bái vợ con. Xin lỗi ông á. Tôi không biết sao nên là ông có tiện thân được không. Tôi không biết chứ ông cha rồi mà ông khó tính quá. Bà, mình già rồi. Mình phải kiếm cái nghề gì làm ăn cho nó làng hoàng. Thấy không? Đừng có mai tụ nhà người này, mốt tụ nhà người kia, ca hát tối ngày đâu có lòi ra tiền đâu ha. Đã vậy còn bon chen bắt tôi cà thẻ mua cái đàn piano này về nè, không biết một nốt nhạc á cũng bài đăng. Răng biết tôi không biết. Bà biết nốt gì? Răng biết chơi piano là phải biết nhạc chứ, nói vô lý à. Bà biết nốt gì? Tôi biết cái nốt C nằm ở giữa đi. Giữa bà hay giữa tôi? Nằm giữa dòng ông rồi. Bởi không có người mà không trí thức là nói chuyện đó là không trí thức. Vô trong nhà mà thấy cái đàn piano là biết gia đình sáng cả liền. Ông thấy không? Tôi làm như rửa là để mặt mày của chồng tôi nở ra. Nở to như ri nè. Ông chê mở miệng, chê mở miệng là chê. Nói như ông chắc mấy ca sĩ, nhạc sĩ chắc chết đói hết à. Người ta là còn trẻ, còn tràn đầy nhựa sống. Ha? Họ vừa hát nè, vừa nhảy nè, vừa quay cuồng nè. Còn bà nhảy hồi á, té lòi bản họng bây giờ. Bà làm gì vậy? Trời ơi, ông mở giùm tôi đi, mấy cái cánh cửa ở trong ốc ông mở một cái đi. Mình phải biết lượng sức của mình chứ, tôi biết mà. Thay vì người ta vừa hát, người ta vừa dạy á. Còn mình á, mà sợ tẻ đó, thì ôm cái micro đi nè. Làm gì? Mà lắng lồn gì đất đi. Đó, lắng lồn mà quăng quài với đi nè. Mắc mở chứ mà tẻ. À, tôi thấy cái vụ quăng quài là lê lết với đất đó. Đúng là nghề của bà. Còn cái nghề như khác cũng phải nghề của bà. Xin lỗi ông á. Tôi nói thiệt là ông nghe nè. Tôi mà không tiếc mày cái đấy là tôi đi mua lửa rồi. Trời ơi. Tôi nói với ông nghe nồi cái vấn đề mà hát không đó là tôi đã so sánh kỹ lắm rồi. So sánh dòng ca của tôi đâu có thua dòng ca của Ý Lan đâu. Mà tôi nhảy cũng đâu có thua Linh Đa Trang Đài. À, đúng rồi, bà cái gì cũng hơn họ lắm. Nhưng mà còn cái bà hơn họ xa lắc xa lơ bà chưa có nói đó. Hơn cái chi nữa? Cái tuổi. Tuổi tác bà tôi nghĩ họ bắt không kịp đâu mà. Tôi nói thiệt với ông, tôi chán ông quá rồi. Tôi chán ông dữ lắm rồi. Đàn ông chỉ mà u u cạc cạc không biết chỉ là nghệ thuật bởi rửa đi làm hàng bấm thẻ biết là phải rồi. Mình yêu nghệ thuật thì mình phải tôn trọng nghệ thuật ha. Còn như bà làm nghệ thuật á, tôi nghĩ người ta sẽ thù ghét nghệ thuật luôn chứ không phải là. Ông chỉ được bằng cái là bàn ra, đụng truyền cái bàn ra. Lúc bố ông chê hết à. Không bao giờ mà biển khích vợ con mình cái chi hết á. Bà đó đúng là đồ dông ơn bạc nghĩa rồi. Gì? Tôi á cản không phải cho bà đi hát á, là người ta giúp đỡ bà. Trời ơi, biết không? Xin lỗi ông á. Ông đừng có ếm tai tôi nữa. Tôi ở trong cái nhà này bao nhiêu lâu rồi.
tôi bị ẻm dữ lắm rồi. Tôi nói thiệt ông, bây giờ tôi quyết định rồi, năm 2000 đó là tôi phải vùng lên thôi. Tôi nói cho ông nghe, tương lai của tôi là tôi phải tự chọn lựa cho cái tương lai của tôi. Tôi không thể nào tôi sống trong căn nhà mà quá sức là đột ngột mà ngột ngạt như gì được hết á. Còn tôi đó hả? Tôi thà chết dinh hơn là sống nhục. Bằng cái chi? Bây giờ tôi ra khỏi nhà này cho bà ở lại, bà sống với cái sở thích của bà đi. Cái nợ thì tùy ông ha. Ông muốn đi đâu thì ông đi ha. Nhà có đường, đường có xe ha. Ông nhớ ông đi, ông cứ đi à, nhưng mà nhớ một tháng gửi tiền về cho tôi đóng tiền nhà là được rồi. Còn lâu đó, bà ráng đi hát với cái ban nhạc quốc phơ phút gì của bà đi, rồi kiếm tiền gì trả tiền nhà. Được rồi, ông cứ đi đi. Còn tôi á, bà coi như là tôi người quá cố đi. Ông đi đi, ông đi đi, ông đi cho thích mặt tôi đi. Nhưng mà tôi nói cho ông biết nha, tôi quên đến cho ông biết nha. Sau này mà tôi mà có nổi tiếng á, ông đừng có hòng mà trở về cái nhà này nữa. Cái chưa đi thì đi luôn nè, một đi là không trở lại đi chưa. Bà mà nổi tiếng, bà có nổi tai tiếng thì có đó, bà ở nhà đi. Đi à. Cảm ơn ông à. Đi đi. Mặt thì ghét à. Mừng cái chi cũng được à. Đi đi, đi cho khuất mắt đi. Ông tưởng nó không có, ông cũng không mừng được cái chi hả? Xin lỗi ông à. Ghét à. Tìm tương lai tươi sáng, tìm tương lai huy hoàng. Mẹ mất cái kiến nó không thấy. À. Hello. À, tôi đây. À, tôi là ai hả? Ô, xin lỗi, em sorry, à, tôi đây, à, tôi là Mông Quỳnh. À, Mông Quỳnh, à, tỉnh hoài tới là hoài là tôi muốn vào trong ban nhạc để hát đó. Phải, xin lỗi, phải, đây là ban nhạc của Four Foot, à, không, phải, Thunderstorm không? Chết mẹ, ban nhạc giải tán rồi hả? Ô, cái tay ơi! Sao có vậy cha nội? Tới rồi nè, anh em mình chịu khó chờ chút đi, thế nào mấy cổ cũng ra đây à. Đàn bà con gái thì ở đâu không có, tụi gì phải chờ đợi. Không thấy anh em mình lội qua làng bên cạnh nè, bên đó nhiều lắm. Thôi, ở bển già không à, mấy cô bên này trẻ hơn, hấp dẫn hơn nhiều. Vậy thôi anh ở đây chờ mấy cổ đi, tôi kiếm bụi cây nào làm giấc, buồn ngủ quá trời đi nè. Yên chí đi, thấy mấy cổ á, tôi bảo đảm là anh tỉnh như sáo cho coi. Thôi đi cha nội ơi, anh mà thấy gái là con mắt nhắm hiếp lại. Cô nào cũng khen đẹp hết trơn, tôi còn lạ gì mấy cô gái nhà quê này nữa. Phèn không à. Thì gái quê mới dễ dụ chứ, gái thành phố hả, có nanh hết trơn rồi, dễ gì mà dụ được. Thôi đi, tôi không có ham đâu. Anh nói vậy chứ, anh mà gặp con nhỏ này nghe không,
Tôi bảo đảm với anh là nước miếng của anh sẽ chảy, nuốt vô không kịp. Bộ người cậu không có tắm chắc chua lắm hả? Không phải, tôi muốn nói là cặp giò kìa. Cặp giò làm sao? Trắng lắm hả? Trắng thì đã đành rồi. Mà nó còn dài. Mà dài. Thôi, đừng có ham. Sách vở có nói rồi, trường tốt bất tri lao, có vợ dài đòn nó tốn hao sức khỏe. Chết cũng còn được, tốn hao mà ăn thua gì. Ủa, kìa, đó, mấy cổ ra rồi kìa. Trời ơi, đẹp quá anh ơi. Bây giờ tôi nói anh nghe nha, bây giờ tụi mình núp, núp vô đây nghe không, núp vô nha. Sao kỳ vậy? Gì kỳ? Nãy anh nói là muốn gặp mấy cổ, bây giờ mấy cổ ra rồi thì biểu núp làm sao? Trời ơi, thì để bất thình lình hai anh em mình xông ra một lượt, tấn công một lượt mới vui chứ. Còn chừng đó nghe, đừng có ỷ ê. Gái quê không có nghĩa là hiền lành dốt nát đâu nghe cha nội. Công trình tụi mình ăn học bấy lâu nay mà còn sợ mấy con nhỏ nhà quê này hay sao? Anh có sợ thì để một mình tôi cho, tôi chấp hết. Vậy là tôi đứng ở đây chờ lôi xác anh về ha. Khi dễ thằng này quá vậy ta. Được rồi, anh chống con mắt lên coi tôi nè. Chống con mắt lên coi anh chống gậy về. Trời ơi, chị em ơi, hên thiệt đó. Bữa nay không có thấy con dê già nào ra đây phá đám hết trơn á. Đỡ mất thì giờ. Hy vọng bữa nay chị em mình về sớm nha. Nè mấy chị ơi, mà lỡ mấy thằng chả có tới á, có nói gì thì nói, các chị cứ để em xử cho. Đó, thấy chưa? Thấy gì? Cái cô em trường túc đó. Thấy rồi. Mà sao? Coi bộ không có hiền đâu nghe. Tôi đã nói là cứ để tôi, anh đừng có lo. Tôi đâu có lo cho tôi. Lo là lo cho anh kìa. Rảnh quá ha, ai cần anh lo. Hò nước Hồ Tây vừa trong vừa mát, đường chợ bưởi lâm cát dễ đi. Em ơi, trang điểm mà chi, để cho anh phải hò. Để cho anh phải sớm đi tối về. Chà chả, là bộ ngó lơ ha. Lâu lâu rồi mới ghé nhà tôi mà bày đặt ngó lơ hả? Tới chừng tụi này bỏ đi rồi ấy, thì đừng có chạy theo năn nỉ nghe chưa. Thò lăng quăng bươm đậu chéo khăn, em đừng dùng tính. Em đừng dùng tính lăng quăng mà bươm bay. Thò thì mặt bướm bay, khăn chưa dính phấn, chứ khăn chưa dính phấn hỏi ai chê cười. Bộ cô em muốn dính phấn lắm ha. Muốn thì nói thiệt đi, anh giúp cho.
Ba cái thứ phấn rẻ tiền đó, có cho cũng không có thèm đâu. Quý trời, cô dám chê anh em mình rẻ tiền kìa. Thôi dẹp đi, coi thử ai ấy chồng cho biết. Từ từ, từ từ, đừng có nóng, nghe tôi nè. Họ trai phong lưu chẳng lo ấy vợ, gái quê mùa mới sợ ấy chồng. Khuyên ai giữ phận cho đồng, chọn nơi xứng đáng họ, chọn nơi xứng đáng chỉ hồng mà xe. Tưởng đâu mình có giá lắm hả? Đàn ông đàng hoàng đứng đắn thì khó tìm, chứ cái thứ đàn ông ăn no rồi đi ghẹo gái thì quý giá gì. Trời ơi, ba cái thứ đó hả, đầy dãy ngoài đầu đường xó chợ kìa. Trời ơi. Nè nghe nè, họ chứ đàn ông như thế lá đa, chứ rụng đi vài lá chẳng là bao nhiêu. Chứ quê em người đến dập dìu, dù anh chê bỏ họ, chứ dù anh chê bỏ cũng còn nhiều người thương. Cái này nhẹ không muốn muốn nặng không? Được rồi, nghe tôi nè. Họ ơi, đời anh đơn độc xưa nay, một mình một bóng chẳng ai đón mời. Nhưng gặp em bỗng thấy yêu đời, muốn mượn khuôn đúc lấy muốn mượn khuôn đúc lấy một người như em. Họ chứ trong anh mặt mũi phương phi, tưởng không quan lớn cũng thì nhà nho, nhưng nói năng chẳng phải học trò, phải chi anh khỏe mạnh. Chứ phải chi anh khỏe mạnh, đi chăn bò có ly hơn. Trời đất ơi, dám biểu anh em mình đi chăn bò kìa. Cái thứ khố rách áo ôm mà không biết thân, bày đặt ngố leo hả? Để tôi... Nè, bình tĩnh, đừng có nóng. Họ chớ thấy áo rách ra mà cười, những giống gà nòi lông nó lơ thơ. Xin đừng ăn nói bâng quơ, lời ngài ý thật chứ nói cho rõ ràng. Quý trời, cậu nói xong chổng cái phao câu vô mặt anh kìa. Quê quá đi, phải trả đủ đi chứ. Được rồi, để tôi, dám bị mặt tôi ha, nghe nè. Họ ơi, chưa đi chưa biết miền quê, đi rồi chỉ muốn quay về cho xong. Bởi cô con gái nhà nông, suốt ngày cứ phải họ ơi, suốt ngày cứ phải chổng mông lên trời. Họ từ đâu lại đến buông lời khinh khi, bởi do nông vụ ra tới kỳ, mong em mà không chồng họ, chứ cái mong em mà không chồng thì lấy cái gì anh ăn. Nhẹ không được mà nặng cũng không xong, giờ tính sao đây? Đừng có lo, người ta nói đẹp trai không bằng trai mặt mà. Cứ bình tĩnh, dùng tình cảm đổi chiến thuật. Nè cô em ơi, hồi nãy giờ tụi anh thử cái tài ăn nói của cô em, thấy cô em lanh lợi, anh cũng có lòng thương mến. Thiệt vậy đó cô em à, anh mà nói láo hả, cho anh làm chồng theo hầu hạ em suốt đời đi nha. Thank you.
nè trái bồ hòn trong tròn ngoài méo, trái thầu đâu trong héo ngoài tươi, gặp nhau thì ngoài mặt nói cười hao, trong lòng gươm giáo giết người nào hay phải không? Trái dưa gan sọc dài sọc vắng, mông rau đắng trong trắng ngoài xanh, anh thương em nên đắp lũy xây thành, chừng nào em tự giận anh mới đành đành kiếm ma hai. Tự giận là phải rồi, có chồng mà suốt ngày cứ thả rong theo gái nhục nhã quá thì tự giận chết cho rồi chứ sống làm chi. Nè nghe đây nè, trâu bò thì có 5-7 loài, mạnh yếu cũng tùy con. Đàn ông mà cái tướng béo tròn, nói cho xương miệng chứ sức còn bao nhiêu. Nè cân, đàn ông cũng 5-7 loài, hay dở cũng tùy người. Đừng tưởng anh yêu sức mà em cười, còn ông kia có bay lớn à. Còn ông kia có bay lớn mà chích vô người cũng tê. Chứ em nào đâu dám cười chê, ai hay ai dở chẳng hề hấn chi. Nhưng dầu gì anh cũng nam nhi, chứ đâu phải sâu bọ mà đi bì với con ông. Quý trời, trời đất ơi, cô chửi anh em mình là sâu bọ, là côn trùng kìa. Chuyện như vậy mà anh nhịn được hả? Cho tao luôn đi. Cổ chửi anh chứ bộ chửi tôi hèn sao mà biểu tôi tới luôn. Ê nè 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 cô em, cô chửi tôi đó hả? Đâu có đâu, trời em đâu có chửi anh đâu. Vậy là cô chửi tôi? Không. Ủa vậy chứ cô nói ai là sâu bọ? Tôi nói hai người luôn. Trời đất. À cái con nhỏ này dữ thiệt ha. Bữa nay Thạch Xanh gặp chàng rồi. Rồi sao? Để anh coi. Thạch Xanh chém chăng nè. Ơi, đồng của em thì thiếu cây dư nước, rừng của anh thì thiếu nước dư cây. Hai đứa mình đây như chài với cối, anh lỡ yêu nàng thì vào lối nào đây? Hay hay hay. Chứ công cha nghĩa mẹ ơn thầy, nuôi cho khôn lớn tháng ngày xót xa. Nếu chưa báo hiếu mẹ cha thì kiếm nơi nào đã, thì kiếm nơi nào đã rút ra để chui vào. Trời đất ơi, đó anh thấy chưa, càng nhịn của càng làm tới, cho ăn thua đủ luôn đi. Anh cứ chỉ dỗi suối không à, có ngon thì ra tay trước đi. Bộ anh tưởng tôi sợ hả? Nè 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 cô em, đừng có thấy qua thương mà làm tới nghe chưa. Nãy giờ hai anh hỏi gì thì em mới trả lời thôi, chẳng lẽ em không trả lời là lại mang tiếng là hỗn hào. Vào vườn hai quả cao non, anh thấy em giòn, muốn kết nhân duyên, hai má lúc hai đồng tiền, càng trông càng đẹp nè, càng nhìn đi càng ưa.
cho cha anh nó còn được à, chứ huống là chôn con anh. Nè, tôi nhịn cô hết nổi rồi đó nha. Em trả lời lịch sự quá, có gì đâu mà anh nổi nóng dữ vậy. Tôi thì hết lịch sự với cô nổi rồi. Đâu, thằng nào đâu, thằng nào vô đến đàn bà đâu. Thằng nào đâu, thằng nào, thằng nào, chết rồi, thằng nào, chạy. Chồng với cha con nó đi cả ngày cả đêm nó không về nhà, nó chả biết con vợ nó là ai, chả biết thằng con nó là ai. Gớm, em lấy chồng như thế này thì thà em ở giá còn hơn, cứ mang tiếng có chồng mà chả ra ôm gì cả. Trời ơi, khổ thân cơ chứ. Ôi, gì đây? Ôi, vào đây với con. U đang vá áo không vào được, ngủ đi. Ôi, gì? Con muốn sổ tiêu. Tiên sư nhà mày, bao nhiêu năm nay sở không đã à? U ơi, không có ti của u, con không chịu được. U chờ u tí. U ơi, vào đây nhanh lên. U ơi, u đây, u bé nào, ngoan nào. Ngồi xuống. Xưa cụ đâm vào con nó buồn buồn. Bà tán cho bây giờ. Thế bây giờ tao gầy thế này, tao nuôi mày lớn bằng này thì tao nó phải đi chứ. Ngồi xuống đi. Ô ơi. Gì? Sao giờ này mà bố chưa về? Bố con phải đi uống rượu Bình Thơ. Ô, không phải thế đâu. Hồi sáng con đi ăn dỗ nhà bà nói: này, ô mày, ở đây, bố mày đâu rồi? Con nói, bố con đi công chuyện chưa về. Này, cái cụ út nhá, út từ trong chuồng heo phóng ra. Mày nói lão. Bố mày nhá, đi chơi với con mèo cụt đuôi rồi. Ôi, con mèo cụt đuôi là con gì thế? Thì là người ta lấy cái con mèo dài đuôi xong người ta chặt đi gọi là con mèo cụt đuôi, hiểu không? Thế à? Thế nhà ta cũng có con mèo cụt đuôi, sao bố không chơi? Bố chơi với con mèo cụt đuôi của hàng xóm. Nhiều khi mèo cụt đuôi nhà mình nó quen quá không thích chơi. Đi chơi mèo cụt đuôi người khác cho nó lạ. Vâng. Ngủ đi. Vâng. Nằm xuống u du ngủ này. Vâng. Ngủ đây này. Vâng. Ôi, hát du cái... Từ từ. Vâng. Người ta du, ta cũng phải kiếm kiểu ta du chứ. Vâng. Thế u có yêu con không? Mày hỏi vớ vẩn. Thế thì thôi nhá, u đừng hát dù nữa nhá. Sao thế? U hát như thế hạt giống láng giềng người ta cứ nỡ nhà mình có mà chay đâu ạ. Không không, bao nhiêu năm nay tao du mày thì thế nào, tâm trạng không vui thì làm sao mà du nó hay được. Cứ du cất tiếng du lên cứ như là quá phụ ấy. Giời ơi, cứ ngủ đây này, u du đây này. Vâng. Cái bóng đi chợ cầu canh. Muỗi đâu mà lắm thế nhỉ?
Ôi trời ơi, ôi trời, ôi, ôi, sao U đánh con? U có đánh con đâu? U đánh con à? Không, U đập con muỗi đây này, máu nó còn đây này. Ôi, thế à? Ai là con muỗi? Con muỗi nó nằm ở trong mồm con này U ơi. Ôi sao muỗi vào mồm con à? Ôi U ơi. Đây. Sao, sao con muỗi nó to mà nó trắng thế? Chết mẹ rồi, tôi đập mẹ gãy răng luôn rồi. Ôi trời ơi, ôi, 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 đánh văng răng con ra rồi. Mẹ U bảo này, tôi kệ mấy cái răng vớ vẩn, cái răng sữa ấy mà thế nào nó cũng gãy thôi. Thế bây giờ mình đập cho nó gãy để cho nó biết là lần sau nó mọc lên cho tốt. Thế con thích thế U nhá. Mai mốt răng con sâu, không cần đi nha sĩ U nhá. U có đánh văng cái răng con ra. Cho ngủ đi. U ơi. Gì? Con 3 tuổi, con có 3 cái răng. U đánh văng một cái răng. Bây giờ còn 2 cái răng. Thấy U nhá. Lý là lý lắc cứ như bố mày, nằm xuống. Ngủ nhá. Ngủ đi. Hát ru nhá. Và giờ này nó vẫn chưa về. Thế kỳ này về thì bà sẽ không xé mày ra làm trăm mảnh. Thì bà không phải là bà bình thường. Ôi, cô nói ai không bình thường nghe. Ngủ đi. Vâng. Mày mà đi canh me con nào thì bà gặp được là bà giết mày ngay. Bà để chỉ tổ là bà mang tiếng là bị người ta giật chồng thôi. Bông bông cong trăng đi cho. Bé bé thôi. Nói bé U. Nói bé là nói bé như thế nào? Trời ơi, nói về hàng xóm ta nghe sao? Thế à? Em thế em không nói cho em la nhá. Cho ăn cái tay này cho hết la nè. Tôi là ai đây? À, ba thằng cu xỉn. Thế đằng ấy về rồi đấy à? Về rồi. Thế đi chơi có vui không nào? Vui. Vui thành thử ra mặt mày nở như cái hoa huệ đấy nhỉ. Còn hương thơm ngào ngạt từ áo của người. Ôi giời ơi, thơm quá, thơm cái mùi của cái con gì đấy nhỉ? Mẹ thằng cu ơi, mẹ mày cứ xem như là qua ngày mới đi. Bữa nay anh về sớm chứ đâu có trễ. Sớm mày đến canh mấy rồi, bây giờ mới về. Thì tôi cũng đi uống rượu bình thơ như mỗi ngày thôi. Uống chứ... rượu mày bình thơ hay là mày đi chiêm con nào trong xóm này? Nè, nghe tôi hỏi, sao giờ này bà còn chưa ngủ? Tôi thích. Bà mày thích thức. Bà mày không thích ngủ. Trời đất ơi, sao để lại cu xỉn nằm ngoài trời? Nằm ở đây cho nó mát. Hả? Nằm ở đây cho nó mát được không? Mát cái gì? Mát thì đủ rồi, xương số lạnh chết sao? Gì đây? Xịt xịt cái gì? Nhà này có gì mà xịt? Cái gì? Im lặng đi, qua đây. Có cái gì ở đây mà miệng bảo im lặng? Trời ơi, cái gì đấy? Sao mày đánh con thế? Giết mũi. Mày giết mũi em, mày giết con. Giết con cái gì? Giết con là bà mới giết á. Trời ơi trời, lạnh xương xuống như vậy mà để nằm đây, thế nào nó cũng lạnh nó chết rồi coi. Để nằm đây cho nó mát. Bây giờ mà bà bế nó vô trong cho nó ngủ đi. Tôi không bế. Cái gì? Tôi không bế. Sao bạn không bế? Bây giờ tôi chỉ có cách là đẻ cho nó phọt ra, xong phọt ra ông phải nuôi chứ.
Bà là mẹ bà sẽ bế con vô ngủ. Mà người ta bảo của chồng công vợ mà. Cái này của ông chứ của tôi à? Tôi kêu bà bế. Tôi không bế. Bà bế. Ông buồn ông bế đi. Tôi không muốn bế. Bây giờ ông bế tôi đi. Nói bà bế. Tôi không bế. Không cần ai bế. Con vào rồi. Đấy. Thế con nó tự giác, nó không cần phải phát giác. Con nó vô rồi. Vô trong lo cho nó ngủ đi. Tôi không vào. Cái gì? Hôm nay tao thích đu đà đu đợn ngoài này tao không vào. À, hiểu rồi, tôi hiểu hết rồi. Tôi hiểu hà cớ gì mà bà thấy bà làm như vậy rồi. Cái bà không thích vào. Cái này làm gì bà? Mày đi chơi bà cũng có quyền chơi, nhưng bà không chơi ngoài đường, bà chơi trong nhà được không? Liễu ngõ qua tường, đùa ông đón bướm. Này ông nói cái câu đấy là ý gì đấy? Ý gì hả? Liễu ngõ hoa tường đùa ông đóng ông bướm ở đâu đấy? Mẹ giờ mà có ma ra nó cho ai ông bướm ở đâu đây mà lùa? Ý gì? Thôi mày đừng có ơi nữa, này ta thọc mẹ nó chết luôn này. Đêm khuya không à ngủ. Bà không thích, bà không ngủ. Trong lòng ấp mà ủ nhớ thằng hai à sủ. Con bà hai tủ. Đúng không? Mày đi Bình Thơ mà mày Bình từ xưa giờ mày chỉ bốn câu mẹ nghe nó cụt ngủn vậy, nghe đoạn hậu thế hả? Đêm khuya không ngủ. Ủ ở đâu đây? Lấy cái gì ủ ở đây? Nè. Không nói thế là ý gì? Nhân tình cũ của bà là thằng sủ. Hai người chơi thân với nhau từ lúc đầu bà còn để chỏm kìa ha. Rồi thương nhau ha. Tôi mà không xuất hiện đánh văng nó ra đó hả? Giờ này chắc bà lấy nó rồi. Rồi. Bữa nay bà đặt nhớ mối tình xưa ha. Tôi nó ghen kìa rồi. Mẹ tiên sư nhà mày, mày ghen đứa nào mày không ghen? Mày ghen đứa bạn tao hồi 3 tuổi hả? Mày vớ tao xong rồi tao đẻ cho mày một đứa rồi. Bây giờ mày ghen ngược thế hả? Thế sao cuộc đời của mày chỉ có ngược thời gian trở về quá khứ, xong tự dưng mày cảm thấy mày chạnh lòng thế hả? Vớ và vớ vẩn. Cấp ơn. Đừng có giả bộ mà là nói như vậy để che giấu cái mối tương tư của bà nghe chưa? Che giấu cái gì? Ha? Hả? Bây giờ tôi kêu bà vô trong không? Tôi không vào. Bà đi vào trước đi. Bà không thích vào. Bà vào đi rồi lát tôi vào sao? Ông vào tôi mới vào. Tôi ở đây. Thế bà ông ở đây làm gì? Rình. Ông ở đây ông rình cái gì? Rình cái thằng đó đó. Cái thằng mà bà hẹn tối nay nè. Ông rình thằng nào? Tôi hẹn ai ở đây? Tôi hẹn vong ở đây à? Thế hôm nay hai mấy chứ phải 16 là tập ngày tao cúng vong mà tao hẹn vong hả mày? Điên à? Tôi có vào hay không? Tôi không vào. Ông buồn rồi, ông nói tôi là quen với ai? Được rồi, bây giờ tao vào nhá. Tao vào xong rồi có đúng thằng đấy thì gọi tao ra nhá. Còn nếu mà tao ra tao bắt gặp được con nào nhá. Ô tiên sư nhà mày, trên đầu mày cũng không còn bao nhiêu cọng tóc đâu mà mẹ ông vặt sạch. Vào đi. Đương nhiên tôi sẽ cho bà gặp mặt thằng đó để ba mặt một lời kia chưa? Ừ, mày yên tâm đi. Em đi đâu vậy? Đứng lại trời, cứ lăn quăng vậy. Đứng lại. Em giận anh lắm cô. Cái gì giận? Anh để em ngoài đấy một mình ấy. Ừ. Buồn lắm. Buồn hả? Anh làm cái gì mà anh cứ ở trong này luôn đấy? Xin lỗi nha. Sao không ở trong này luôn đi? Xin lỗi. Để em phải đi vào đây làm cái gì? Tại anh bận mà. Anh bận cái gì? Ôi anh mà không bận thì có mà chết người ta à? Anh bận lo cho má. Má anh với lại anh hai của anh. Má anh với anh hai anh à? Ờ. Ghét lắm cơ, má hơn tôi nhá. Tránh ra. Trời ơi, thương quá. Sao? Đứng ngoài. Anh ý, anh để em ở trong đấy á. À. Lạnh lắm. Ờ. Xương xuống. Ướt đẫm bà
Rồi á hả? Buồn não nề, não du lạc. Ôi ơi, não buồn lắm cơ. Buồn lắm hả? Ừ. Dễ thương quá. Mặt nhan nhở đó nhé, không biết sao mà yêu ấy. Anh biết không, ở ngoài đấy ấy, em sợ lắm. Sợ hả? Mèo vừa kêu cái em sợ. Sợ. Muỗi cắn cái em đau. Trời ơi, đau. Ổ cha nó mấy con mèo, ổ mẹ nó mấy con muỗi. Muỗi cắn em hả? Ừ. Nó đâu, cắn chỗ nào? Chỗ này này. Tội nghiệp không? Đây, bắt đầu từ đây nhá. Chỗ này nó này. Chỗ này này. Chỗ này nữa hả? Chỗ này nữa này. Chỗ này nữa hả? Tôi mở cái đi. Tay cái tay, gấp cái tay lắm cơ. Đi ngược từ đây nhá. Nó này. Trời đất, ôi trời ơi. Một mục, hai mục, ba mục, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Này, làm cái gì đấy? Ghét cái tay lắm cơ. Lần theo dấu mũi, bắt mũi. Mũi đâu mà lần theo dấu mũi mà bắt mũi trong này. Ghét lắm cơ. Sao? Người ta bắt mũi là người ta phải bắt mũi này. Bắt mũi này. Bắt mũi này. Cái đó là đập của anh bắt thôi. Bắt mũi này. Quên em nhầm. Quên lâu rồi đấy mà cứ nguyên cái con ve chó này mà cứ nhầm con mũi. Này, nghe anh hỏi nè. Ơi. Em có thương anh không? Em á? Ừ. Thương. Thương. Thương thiệt không? Thương thiệt. Thiệt hả? Quá đã, quá đã. Mẹ. Nào không nghiêm chỉnh tí nào ấy. Đàng hoàng tí nào tao hỏi này. Ừ. Em hỏi thì anh xin thưa. Đây đi đâu thế? Đây. Đừng, đừng đi đâu, đứng đây nói chuyện được rồi. Thì xem nhà có ai không mới hỏi chứ. Ừ, không ai hết á. Thế anh có sợ chưa? Anh không sợ ai hết á. Ê, anh có sợ chưa? Anh là đàn ông mà sợ ai? Tội nghiệp trời sinh hai cái tai để trang trí, nghe chả hiểu gì. Anh có vợ chưa? Ôi, nhỏ nhỏ một cái. Chưa. Thật không? Thật. Không tin hả? Không tin anh thề à? Chờ đi. Hả? Chờ đi. Cái gì? Chờ đi. Sờ đi hả? Mỗi ngày đông quá sờ không được. Được cái cứ liến lái đằng chữ này ra chữ kia, bắt mũi cứ bắt tận vào đây. Thề đi nghe chưa? Thề hả? Trời ơi, thề cũng thề, nó sờ đi ai biết. Đúng rồi, anh thề nếu mà anh có vợ đó thì má anh với anh hai anh bỏ anh. Không, em không thích thề như thế. Thế thề sao? Anh phải thề là hiện giờ trên mặt của anh có một con ve chó. Nếu như mà anh nói không đúng ấy, thì mặt anh nó xuất hiện 1001 cái ve chó. Trời ơi, mặt có bao nhiêu đây, 1001 con ve chó. Anh thành người ruồi đấy. Thôi được rồi, thương em, anh thề luôn. Thật á? Ừ. Tin chưa, tin chưa? Tin rồi. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Ngao, ngao, ngao. Ngao, ngao, ngao. Kệ, miễn là dễ thương được rồi. Ươm có mỗi cái bàn tay 5 ngón chụp không được thì chụp được cái gì hả trời? Ooh, 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 ooh,
tao phải bay đi. Ma bốn chân, ma bốn chân, ôi ôi ma bốn chân, kinh quá, con hãi quá. Ôi vâng, con ma bốn chân nó ở đâu? Ôi nhìn đi, ôi để đây cho U. Ôi hôm nay U mày thề giữa đất trời, U mày không xơi đẹp hai con ma bốn chân này thì vâng, U mày không phải là U. Vâng, con theo U U nhá. Buông ra, con đứng đây để con xem U bắt con ma bốn chân này. Ai ở trong đấy? Ai ở trong này? Tôi đây. Tôi là ai? Bố. Ba cô xỉn này. Bố về. Bố ơi, nhà ta có con ma bốn chân đấy. Con ma bốn chân. Bố ơi, sao chân bố, sao mà chân của bố ướt thế? Mới đi lội sông về mày. Thế hả? Không, không phải nước sông đâu. U ơi, không phải nước sông. Bố ơi, nước của con đấy. Con tiểu đấy. Nước của con đấy. Sang đây. Ở trong đấy làm gì? Tôi núp ở trong để rình mò cái thằng đó. Ông rình cái thằng đấy ha, ông mò con nào? Nè, đừng có nói bậy nha. Đừng có đổ tội người khác, nó chạy tội mình nghe chưa? Bậy cái gì? Nè. Có đây. Bà giả bộ vô đây là la toán lên để báo hiệu cho nhân tình mà bỏ chạy gì, phải không? Cầm mồm. Cầm cái gì? Nè, bà nói với tôi là dẫn thằng cu xỉn ra nhà bà ngoại đó ăn dỗ phải không? Nói ngày mai mới về, mà sao bữa nay về sớm vậy? Ôi, có hẹn phải không? Tôi mà không dẫn con về sớm thì tôi có bắt được cái chuyện này không? Bắt được chuyện gì? Trời ơi, vợ chồng ăn ở với nhau con nó như thế này rồi mà mày còn mèo mả gà đồng à? Con ma bốn chân thằng xỉn nó thấy rồi này. Ai thấy? Thằng con này. Thấy. Bà nói ai thấy? Thằng xỉn thấy. Thằng xỉn hả? Vâng. Đúng rồi. Mày nói chuyện nhiều chuyện hả mày? Rồi hết phát nữa rồi à? Răng của con văng ra nữa rồi. Ba cái răng, văng hai cái răng, bây giờ chỉ còn một cái răng. Hay. Con lãnh dùm mẹ quả này đi. Vâng. Dù gì mẹ cũng nuôi con mấy năm, mày lãnh cho tao một quả không sao. Vâng. Răng sữa rụng không sao, răng này rụng không bao giờ mọc lại. Vâng. Cảm ơn con. Vâng. Mẹ xin thành kính cảm ơn con. Vâng. Ông đi xong rồi ông về. Ông lại đánh con. Ông lại đánh con tôi thế này á? Có nhiều chuyện phải đánh chứ. Nhiều chuyện à? Ôi giời ơi, nó bắt được ông ấy này. Được rồi. Ôi. Tôi la lên nhá, tôi la cho hàng xóm láng giềng ra đây mà nhìn này. Ôi giời, đẹp mặt thế này. Ôi. Bà con lối xóm ơi, ôi giời ơi, đến đây nom chồng em đây này. Giời ôi. Ơi là giời ơi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ôi. Ai mà vào nhà tôi mà náo loạn cả một khu xóm như thế này hả? Mày câm mồm. Này, con phò kia. Anh ơi, ai bảo em là phò đấy? Ôi, phò là gì thế? Phò là con mèo đấy. Phò con là con mèo cụt đuôi của bố mày đấy. Ôi giời, nhưng mà con mèo nó giống con người. Nó sợ thế là phò mèo hả U? Hay là con thích lắm hả? Được rồi, con qua đây, cho cái đuôi đi. Cho cái đuôi đi, đuôi đâu, cho cái đuôi đi. Cho cái đuôi. Này, mày là con trai, con gái? Con dai. Con dai à? Vâng. Nhìn mãi chả biết dai hay gái. Vâng. Thế mày có mấy cái răng? Ba cái răng. Vâng, hai cái răng. Còn một cái răng. Này, mày có tin tao tát mày một phát mày văng luôn hai cái lợi khỏi còn khả năng mọc răng không? Đi qua kia. Vâng. Như cái thằng dở hơi bơi ngửa. Con kia. Thế mày bước vào nhà bà mày đòi hỏi cái gì? Mày nói nhà này là nhà của ai hả? Nghe hỏi đây này. Con này là con nào? Con này là con nào? Thế ai đấy hả anh? Ai đấy? À, thế ai đấy hả anh? Để từ từ nè. À, cái cao cao mà ốm ốm là má của anh. Còn lùng lùng đây là anh hai của anh đó. Con lại là bố ơi, sao bố nói thế? Xéo ra. Mày mới vừa nói gì đấy? Mày bảo ai là mẹ mày? Thế tao có phước làm mẹ mày không?
có được cái hưởng cái phước làm mẹ của ông không? Trời ơi, bây giờ này tôi hỏi ông, nó là con nào? Nó là con nào? Bà ơi, bà bình tĩnh lại đi, nghe tôi nói nè. Nói cái gì? Cái này á là tôi đùa qua cợt liễu thôi, thấy không? Bà chịu khó đi vô đi. Rồi sao tôi để ra cầm. Ông đùa hoa cật liễu, ông đùa hoa cật liễu ngoài đường kìa. Ông dẫn về đây con cái nó thấy gì chứ. Sáng đây, nó giết mày bây giờ. Vâng. Bây giờ ông, bây giờ con kia phải ra. Tôi vào thì con kia phải ra. Bà đi. Anh ơi. Bà đi vô đi. Anh ơi, em bảo này. Ôi. Em không có vào, người kia ra. Ôi. Em ơi. Em ơi. Bình tĩnh nghe anh nói nè. Bình tĩnh nghe nói. Em nhìn coi. Nhìn tôi. Già quá. Già rồi. Đâu có bằng em nữa. Già quá chứ không phải già rồi. Không bằng em. Ừ, nghe không? Để anh đuổi bà vô rồi anh ra với em. Ừ. Này. Cô ra. Cô ấy vào. Mày sang đây. Mày mới bảo gì đấy? Bây giờ ông nhìn xem. Ông nhìn xem con đấy có hơn gì tôi không? Trời cao đất dày ơi. Bây giờ ông đi lấy con nào hơn tôi cơ? Con này có 2, có 4 không à? Ôi, 2, 4 là gì thế ông? Cầm mồm! Ôi giời ơi! Biết gì? Bây giờ bà có chịu đi vô không? Nó có 2, có 4 không? Hả? Nhan sắc nó có đẹp như tôi không? Hả? Nó có gầy như tôi không? Đúng rồi! Ô tôi là một con mắm! Đấy, thấy chưa? Bà nghe con bà bảo kìa! Trời ơi! Nghĩ sao trời? Mình là một con mắm mà lại khoe. Người ta lùn nhưng mà người ta đẫy đà, người ta quyến rũ. Thế nào? Bây giờ ông có bảo nó ra không? Bà đi vô trước đi. Tôi không vào. Em đi ra đi em. Em ra, bà ấy vào. Không vào, nó phải ra. Đúng rồi, tôi lên bà ấy vào. Bây giờ không vào. À đúng rồi, không em không ra. Không ra. Ừ. Không ra, không vào. Vậy thì tôi phạt. Tôi không biết giờ đó tôi có lấy chồng sớm đâu. Khổ quá trời khổ vậy.
gì? Thế nào hôm nay ba cũng xỉn cho mà coi. Hôm qua ông mới xỉn quất từng câu, không lẽ nào ông xỉn nữa con? Hồi sáng đi má có giận rồi, má nói gặp bạn bè chút xíu về liền, đừng phụ má mấy cái rượu đem ra chợ. Ông nói ông ừ rồi đó. Chắc cũng không đến nổi đâu, chút xíu ông về tới mà chờ hoài tới giờ đó. Vậy sao con nghe má cằn nhằn ba hoài vậy? Tại vì má bực mình má la ổng chút vậy thôi chứ giỡn, má với ba giỡn á. Giỡn chơi thì tốt, chứ cây gỗ thì không nên. Hai vợ chồng lớn á rồi mà cứ lục đục hoài, trong gia đình này con thấy buồn. Ai dạy con kiểu nói đó vậy? Hả? Con nghe ông ngoại nói vậy đó á. Ông ngoại nói vậy rồi giờ về đây nói với má vậy phải không? Dạ đâu có đâu. Mai mốt không có nói với má kiểu đó nữa nghe chưa? Dạ. Ba con nhậu vậy hoài, má thấy mà bực mình lắm. Mà con thấy ba con vậy con có buồn không tí? Thì đàn ông con trai mà má cũng phải cho ổng vui vẻ chút ít với bạn bè ngoài xã hội, chứ má cứ gò bó ông hoài không nên. Trời đất ơi, ai kêu con nói kiểu này nữa đi hả? Đâu có ai dạy con đâu, con nghe bác Tư bạn của ba nói vậy đó má. Bác Tư bạn của ba con nói vậy á hả? Dạ. Cái ông nội này ha, gặp nhau là chỉ sáp vô biết nhậu không, mà nhậu chừng nào gục tại bàn rồi mới chịu về, chứ mai không có chịu về. Ăn nhậu riết rồi nói tầm bậy tầm bạ để cho con nít nó nghe riết rồi giờ nó nói lại vậy. Thì đó, nhậu thì vừa vừa phải phải thôi, nhậu nhiều quá không nên. Không có một người vợ nào chấp nhận chồng mình say xỉn suốt ngày, té lên té xuống, thiên hạ cười chiêu. Trời đất ơi, má định hỏi câu này ai dạy con chứ gì? Ai dạy vậy? Bác Tư gái nói với bác Tư trai vậy đó má. Bác Tư gái nói với bác Tư trai con rình con nghe hả? Con đâu có rình đâu, con núp trong cái bùa lúa con nghe, con không có lép. Má, ai đi cái tướng siêu thấy quen quá má ha. Hình như là ba về phải thôi. Ổng chứ còn ai nữa. Ba con có cái tướng độc quyền lắm con, không có ai mà có cái tướng như ổng. Đó đó, đi qua cầu kỹ. Nè, đi té nè, té. Vậy mà không té chịu nổi ông không? Tí à tí, tí về rồi tí ơi. Sao con không ra đón người anh hùng mất đi uống rượu về? Mày là bắt trước má mày rồi. Mình đâu mà anh về tới rồi phải đón anh chứ. Đúng, thằng tôi vô phước có con vợ nghèo là vợ nghèo. Bữa rau mà bữa cháo, biết ngày nào kiếm ăn nó nghèo quá trời. Mình ơi, tôi thương vợ tôi, xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin gửi qua tim, nghĩa vợ chồng mối mặn gần gai. Thế rồi. Ta nè, mày tới đây ghé cho Tiên Ngọc. Tiên Ngọc con ơi, em cho ba con trai cưng của ba một cái cho tình thương mến thương. Tình thương mến thương là tới bến rồi đó má. Dạ ông tỉnh dạ ông, em đi công chuyện giùm tôi có được không? Đi đâu giờ nè? Đâu xong luôn rồi. Đi đâu mà đi giờ nè? Xong rồi. Sai hoài là sao? Là sao? Là sai chứ còn là sao? Ông biết bây giờ là mấy giờ chưa? Sao không biết? Đâu phải đuôi đâu. Biết giờ về tới nhà là đúng 12 giờ trưa giờ ngọ. Giờ của các nhà sư. Giờ nhà này sắp cháy rồi chứ nhà sư gì? Đứa nào dám đốt nhà chính sĩ? Hả? Đứa nào dám phóng hỏa tới? Dạ có bác. Con phải tìm thủ phạm. Đứa nào dám đốt cái nhà của chính sĩ? Tôi nè. Hung thú là má. Dạ thưa ba, có người tự thú rồi. Là bà. Tại sao vậy? Bạn Hiền chơi như vậy là sao? Hả? Trong khi đó anh nhậu về, anh say mà anh không quậy. Trong khi đó bạn Hiền không nhậu mà bạn Hiền quậy là thế nào vậy? Say mà quậy là xưa lắm rồi. Bây giờ không say mà quậy nè, tôi quậy cho ông coi. Tôi quậy nữa cho ông coi, tức quá rồi. Ai làm gì bạn Hiền tức? Bạn Hiền cứ suy nghĩ. Ai làm gì bạn Hiền mà bạn Hiền tức? Em phải biết rằng anh dù là một thằng uống rượu,
nhưng anh vẫn biết anh có một con vợ thật là xinh xinh. Anh vẫn yêu em như ngày xưa khi anh có nhà em mua rượu nó. Biết rồi, bé ông nội ơi. Con cái yêu cầu người lớn tế nhị một chút xíu. Này, tình yêu của ba má rất là đẹp. Thành thử ba má không có chuyện gì phải sợ, con hiểu không? Yêu có con khỉ gì nữa mà yêu. Kiểu này mà buôn bán cái gì nữa mà buôn bán đây hả? Không lẽ mà tôi vô tôi cầm ba cái nha, tôi quỳ xuống tôi lại. Ông ơi, tôi nói ông chính là ông đừng có nhậu giùm tôi nữa. Nè nè, người nói câu này là người sai đó, người hiểu. Tại sao em phải cầm ba cái nhang anh lại? Hả? Anh đâu có yêu cầu anh em phải lại đâu, đúng không? Anh không yêu cầu. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã lại nhau ba lại thì dày của trăm năm. Thời gian qua anh chưa trời lỗi đảo chồng hiền. Còn em vẫn một lòng đẹp như một con phụ nữ. Không có nhậu nữa giùm tôi được không? Mình nói như vậy, mình nói như vậy là mình sai chứ không phải anh sai. Gì tôi sai? Mình không nhậu thì làm sao có lưu linh? Mình không nhậu làm sao có thiên tử? Mình không nhậu thì làm sao có văn chương thơ phú? Đúng không? Tôi nói như vậy đúng không? Mà mình không nhậu làm sao có một cái tinh khí hào hùng? Trời ơi, hào hùng quá, cái tướng đứng là xìu xìu đó. Đúng. Xin tên. Lỗi mình, tới giờ này anh vẫn còn đứng một giò được luôn. Ông đứng đi, ông đứng một giò cho tôi coi đi. Đứng một giò con dẹp cái ghế này ra cho ba biểu diễn cho nó con coi có một cái giò. Đứng một giò đi. Để từ từ, người ta làm siết cũng phải để người ta từ từ chứ không họ là một cái giò, một cái giò, một cái.